Tiểu sử bình trọng, cây hài xấu xí có vợ từ một cuộc gặp vu vơ. Bình Trọng là nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua những vai hài bình dân, lúc thì là anh nông dân, khi lại là anh xe ôm bảo vệ, anh là cha đẻ của hai series hài Tết Ăn Khách là Đại Gia Chân Đất và Làng Ế Vợ. Đồng thời anh cũng được gọi bằng cái tên Vua Vai Phụ khi xuất hiện trong rất nhiều phim truyền hình, phim hài, táo quân. Anh có vóc dáng người nhỏ bé, trên truyền hình vừa nhí nhố vừa lấc cấc là vậy, nhưng ngoài đời anh lại là người khác hẳn. Anh đang làm giám đốc một hãng phim, sống viên mãn bên vợ đẹp, con ngoan. Bình Trọng thường nói đùa rằng cuộc đời anh là những mảng màu đối lập hoàn toàn với các vai diễn trên phim. Chưa bao giờ có ý định trở thành diễn viên. Bình Trọng, tên đầy đủ là Trần Bình Trọng, sinh năm 1973, là một đạo diễn và diễn viên hài ăn khách của khu vực phía Bắc. Anh cũng chính là đạo diễn của hai series phim Đại Gia Trên Đất và Làng Ế Vợ thường được phát hành vào dịp Tết Nguyên Đán nhiều năm nay. Là con trai của một diễn viên gạo cội của làng chính kịch, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, Bình Trọng bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm. 5 tuổi, anh có vai diễn đầu tiên trên sân khấu kịch. Bình Trọng nói anh chưa bao giờ có ý định làm diễn viên, nhưng những vai diễn cứ tìm đến anh trong những trường hợp chẳng lường trước được như thế. Tốt nghiệp phổ thông vì muốn trở thành một nhà quản lý văn hóa, anh bèn nộp đơn thi vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Mối duyên dai dẳng của anh và nghệ thuật lại có dịp cháy bùng. Nhưng anh chọn cách âm thầm đứng sau các bộ phim, đảm nhiệm vai trò trợ lý đạo diễn. Những năm đầu, anh gắn với những công việc lặt vặt, không tên trong đoàn làm phim. Nhanh nhẹn, tháo vát và cởi mở nên anh được các đạo diễn và đồng nghiệp rất quý mến. Trong những lần vỡ trận vì không chọn được diễn viên như ý, Bình Trọng lại được đạo diễn tín nhiệm, giao cho những vai hài trong các tiểu phẩm. Ngoài vẻ chân chất nhưng toát lên cái chất hài hài, khả năng ứng biến linh hoạt, sự phối hợp nâng đỡ nhịp nhàng với bạn diễn, là những ưu điểm của Bình Trọng được các đạo diễn đánh giá rất cao. Cũng vì thế mà sau này, nhiều đạo diễn tìm đến vai diễn cho anh, dù với Bình Trọng đây chỉ là nghề tay trái. Chẳng so đo gì chuyện nghệ danh. Ở trên phim, người ta thường thấy Bình Trọng qua hình ảnh quê mùa, nhí nhố, nhưng ngoài đời, anh là nghệ sĩ khá đa tài, một mình đảm đương nhiều vị trí từ đạo diễn, biên kịch, tổ chức sản xuất, diễn viên và là đạo diễn một hãng phim do anh sáng lập và điều hành. Hãng phim có tên Bình Minh, chuyên sản xuất những chương trình nghệ thuật, những series hài đã gây được ấn tượng trong lòng khán giả như Túng Tiền, Tiến Tùng, Đại Gia Chân Đất. Anh hay đùa vui, trước đây ôm rơm nặng bụng. Trong những giai đoạn kinh tế khó khăn này, anh thấy ôm rơm no bụng. Người nông dân trồng lúa, bán thóc để sống, tôi có khả năng có kinh nghiệm, làm nghệ thuật và sống được bằng nghệ thuật thì tội gì không làm. Tôi nắm nhiều chức danh thế thôi, chứ để công việc vận hành chân chu êm thấm, phần lớn công sức còn thuộc về các anh em trong ekip. Anh nói, đối với nghiệp diễn một cách thụ động nên Bình Trọng chưa bao giờ nghĩ mình nổi tiếng. Làm hài quan trọng nhất là cái duyên, yếu tố ngoại hình cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Nhưng vài chục năm làm nghề mà chưa có lấy một lần đóng vai chính. Trước đây tôi nghĩ được khán giả nhớ mặt đã là may, chứ mong gì nổi tiếng. Nhưng trong một lần về Hà Tĩnh làm từ thiện, tôi thấy bất ngờ khi khán giả xếp hàng dài reo hò, tay bắt mặt mừng vui vẻ gọi tên mình. Trước đây nhiều người bảo tôi nên lấy một nghệ danh gì đó cho khán giả dễ nhớ, dễ gọi, chứ Bình Trọng nghe nặng quá. Tôi nghe góp ý cũng chỉ cười thôi vì mình không có nhu cầu nổi tiếng nên cứ dùng luôn tên cha sinh mẹ đẻ chứ chẳng so đo gì chuyện nghệ danh, Bình Trọng nói. Nếu không phải là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hay thân thuộc, khó ai có thể tin rằng diễn viên hài Trần Bình Trọng là con của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, một trong những diễn viên gạo cội của làng phim chính kịch Việt Nam. Từ ngoại hình, phong cách cho đến dòng phim theo đuổi, hai bố con anh dường như chẳng có liên quan gì đến nhau. Đã về hưu với quân hàm đại tá, nhưng nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng vẫn khiến nhiều diễn viên trẻ chạy dài về phong độ cũng như sức bền trong hoạt động nghệ thuật. Tôi làm hài nghiệp dư, bố tôi đóng chính kịch chuyên nghiệp nên chẳng bao giờ xảy ra đụng độ. Khi có kịch bản hay dự án phim mới, tôi mang về hỏi bố về chuyên môn, cái nào bố khuyên đúng thì mình tiếp thu, sai thì sửa lại cho phù hợp. Tôi đơn giản xuề xòa, nhưng được cái vợ tôi khá hợp tính với bố chồng nên mọi thứ đều êm xuôi cả. Bình Trọng chọn hài kịch một phần vì ngoại hình của anh có duyên trong việc mang tiếng cười đến cho khán giả,
một phần là do không muốn bị nhắc đến với danh xưng con trai diễn viên Trần Nhượng. Nhiều người cứ nói rằng cố theo đuổi đam mê nghệ thuật, sống chết tới cùng với nghề diễn, nhưng tôi tự lượng sức mình, chẳng diễn được chính kịch nên cũng thôi. Tôi làm phim cái chính là để khán giả thư giãn, chứ không mong nhận danh hiệu cúp vàng, bằng khen. Có những danh hiệu được trao tặng đàng hoàng chưa chắc đã sung sướng bằng danh xưng do công chúng, khán giả yêu mến tặng cho. Thôi thì mình không được phong tặng làm nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân mà được phong làm nghệ sĩ xấu nhất thì cũng mừng, vì dù sao cũng được là cái nhất. Nên duyên vợ chồng từ một cuộc gặp gỡ vu vơ. Bình Trọng đã có một cuộc hôn nhân mà nhiều người mơ ước. Gia đình hạnh phúc với cô vợ từng lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, những thiên thần nhỏ kháu khỉnh đáng yêu được thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, thậm chí là sống tốt với nghề. Tuy nhiên, trước khi có được bến đỗ bình yên như hiện tại, Trần Bình Trọng từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Đó cũng là lý do vì sao anh khá e dè khi đề cập đến chuyện gia đình. Năm 2002, Bình Chọn làm trợ lý cho ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong đêm chung kết, anh có dịp làm việc với các thí sinh xuất sắc. Bẵng đi một thời gian, khi đang đi trên đường Hà Nội, anh bất ngờ gặp lại một thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu năm xưa. Được cô gái xinh đẹp chào hỏi cởi mở, Bình Trọng vẫn không thể nhớ ra là ai nhưng vẫn giả vờ coi như quen biết. Sau này duyên số đưa đẩy, hai người nên duyên vợ chồng từ một cuộc gặp gỡ vu vơ. Sau 3 năm tìm hiểu, cuối cùng Bình Trọng cũng cưới được cô vợ xinh đẹp về chung nhà. Chia sẻ về vợ, Trần Bình Trọng cho biết anh lấy vợ trẻ, đôi lúc cũng có chút rắc rối. Thuở ban đầu, cách cô ấy thể hiện tình cảm với chồng có hơi thái quá, cuồng yêu hay ghen. Năm 2005, lấy vợ xong, Bình Trọng kể anh gần như tay trắng. Bây giờ gây dựng sự nghiệp lại từ đầu. Ai thuê mướn gì anh cũng làm, từ đóng phim, tổ chức sản xuất, trợ lý đạo diễn cho tới casting. Có những ngày anh làm việc đến 18 tiếng, nhưng cũng chính từ những tháng ngày vất vả đó, anh có nhiều trải nghiệm hơn để làm tốt công việc bây giờ. Hơn 20 năm làm nghề, chưa hề đóng một vai chính nào, nhưng Bình Trọng không hề buồn vì điều đó. Anh nâng niu, trân trọng từng vai diễn và coi đó là một gia sản của đời mình. Kỳ lạ hơn, vai diễn khiến anh tâm đắc nhất lại có thời lượng xuất hiện trên màn ảnh chỉ 90 giây. Đó là chương trình Táo Quân năm 2008. Tôi đóng vai trọng tài, một nhân vật siêu phụ được Ngọc Hoàng gọi vào trong phần biểu diễn của Táo Văn Hóa. Thời lượng xuất hiện trên sân khấu là 3 phút, nhưng khi lên hình bị cắt gọt đi còn có hơn 1 phút. Để có 90 giây trên truyền hình này, diễn viên Bình Trọng phải tuân thủ nghiêm ngặt lịch luyện tập, dựng vở như các diễn viên khác trong chương trình Táo Quân. Công việc kinh doanh băng đĩa của anh ngày càng khó khăn hơn vì thị trường trở nên bão hòa. Cùng với việc mạng Internet phát triển bùng nổ, ảnh hưởng lớn đến sức mua của khán giả. Được sự ủng hộ của vợ, Bình Trọng dần thay đổi tư duy trong cách thực hiện, sản xuất chương trình hài nhằm bắt kịp xu hướng nghe nhìn của khán giả. Nói về vợ, diễn viên Bình Trọng dành cho bà xã những lời khen chân thật. Vợ tôi là một người biết lo lắng, tháo vát trong chuyện gia đình. Bây giờ tôi có những đứa con kháu khỉnh cũng là nhờ cô ấy. Bà xã cũng giúp tôi trong công việc của công ty. Tôi không khéo ăn nói nên cũng chẳng nịnh vợ được câu nào. Cô ấy hiểu tính tôi nên nhiều khi cũng bỏ qua nhiều điểm xấu của chồng. Hiện tại anh có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con. Dù trên Facebook cá nhân, diễn viên Bình Trọng hiếm hoi chia sẻ những hình ảnh của gia đình, nhưng vợ của anh lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc bên chồng con. Qua hình ảnh có thể thấy, cuộc sống của diễn viên Bình Trọng vô cùng hạnh phúc bên vợ xinh đẹp và các con. Ngoài công việc, gia đình anh cũng thường xuyên đi du lịch nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Bỉ, Pháp. Anh cũng được khen là ông bố khéo chăm và yêu thương các con.